Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng dành cho bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị, năm 2021, trong bối cảnh toàn cầu chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với nhiều giải pháp, kinh tế của tỉnh Yên Bái vẫn đang phát triển ổn định. Giá trị xuất khẩu hàng hóa vẫn tăng trên 3% so với kế hoạch. Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 280 triệu đô la Mỹ. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch phấn đấu đến hết quý 1 năm 2022, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 62 triệu đô la Mỹ, đến hết quý 2 năm 2022 đạt trên 130 triệu đô la Mỹ, đến hết quý 3 năm 2022 đạt trên 205 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tiếp tục rà soát, đánh giá, cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu theo hướng đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng trên cơ sở đổi mới sáng tạo, công nghệ, năng lực quản trị và chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, khảo sát, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, chú trọng phát triển các sản phẩm xuất khẩu mới, sản phẩm sáng tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường. Phát triển cụm công nghiệp đang là hướng đi phù hợp với các địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm ổn định cho người dân. Bởi vậy, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ nhằm đón làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp. Một tín hiệu vui đối với các ngành công nghiệp huyện Thanh Sơn đó là đầu năm 2022, huyện sẽ hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng cụm công nghiệp Thục Luyện. Thời điểm này, các cơ quan chuyên môn của huyện đã phối hợp với chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng, chuẩn bị xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp. Cụm công nghiệp Thục Luyện được Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Sơn phê duyệt với diện tích 46 ha. Hiện tại chúng tôi đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện để thực hiện kiểm kê, thông báo thu hồi đất và lên phương án hỗ trợ tái định cư cho giai đoạn 1 là 20 ha, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào tại cụm để tạo công ăn việc làm cho khoảng 3.000 lao động của địa phương. Tại huyện Thanh Thủy, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp xuống thực địa, đưa ra các giải pháp để hoàn thành giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Hoàng Xá giai đoạn 2. Đây là cụm công nghiệp trọng điểm của huyện, hiện vẫn còn một số ít diện tích chưa giải phóng xong mặt bằng. Trong giai đoạn tới, huyện chủ trương cũng đã làm việc cụm nghiệp theo chương trình chủ trương là thu hút các đơn vị đầu tư quy mô lớn với công nghệ hiện đại để tránh vừa là tạo được cái nhiều công ăn việc làm, vừa đóng thuế cho địa phương và cái công nghệ cũng không làm ô nhiễm môi trường. Để tạo điều kiện cho các cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tạo mặt bằng sạch, thu hút đầu tư. Các ngành chức năng cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường giám sát thi công hạ tầng các cụm công nghiệp, đảm bảo đầy đủ các hạng mục công trình giao thông, xử lý nước thải, chất thải công nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và phát triển công nghiệp theo hướng bền vững. Dự kiến vào cuối tháng 3 năm 2022, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức lễ hội khinh khí cầu. Sự kiện này sẽ là một trong những điểm nhấn trong việc phục hồi du lịch của địa phương này. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media tổ chức khảo sát địa điểm bay thử nghiệm khinh khí cầu tại thành phố Tuyên Quang và huyện Lâm Bình. Tôi cho rằng đây là một cái sản phẩm du lịch hết sức độc đáo của Tuyên Quang. Thông qua đó, ta có thể giới thiệu với tất cả các du khách trong nước cũng như là ngoài nước để biết đến Tuyên Quang thông qua cái hoạt động về du lịch khinh khí cầu này. Chúng tôi sẽ có những cái hoạt động thảo luận với lại các chuyên gia khinh khí cầu quốc tế. Thì sau khi thảo luận thì chúng tôi sẽ có những cái thư mời và mời các phi công ở quốc tế đến Tuyên Quang để tham gia lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022. Phát triển du lịch được tỉnh Tuyên Quang xác định là một trong ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Địa phương đang có những chính sách cởi mở, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch, mời gọi thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào khai thác hoạt động du lịch dịch vụ tại tỉnh, thúc đẩy du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Tây Bắc chuyển động của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin lần sau.